tiền đạo cho tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia vào tháng 10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam tuy nhiên trong ngày hội quân chiến lược gia người Hàn Quốc bất ngờ triệu tập thêm một gương mặt mới toanh tiền đạo Nguyễn Việt Phong của Viettel dù không thiếu kinh nghiệm chơi tại V-League thậm chí là hạng nhất nhưng Việt Phong vẫn là cái tên rất xa lạ đối với màu áo tuyển tại V-League 2019 Việt Phong mới ghi được một tháng cho đội bóng áo lính việc thầy Park triệu tập tân binh Việt Phong là quyết định gây bất ngờ, bởi ở vị trí đá hộ công, tuyển Việt Nam hiện đang có công phượng. Hơn nữa, ở V-League có nhiều cầu thủ được đánh giá cao hơn chân sút của Viettel, liên quan đến đợt tập trung của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia. Trong ngày 23 tháng 9, các cầu thủ đã hội quân tại Hà Nội, trường hợp của Hoàng Thịnh thông báo lên muộn vì đau mắt. Trong khi đó, các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Đặng Văn Lâm, Muang Thông United, Nguyễn Công Phượng, Sinh Sui Đừng và đoàn văn hậu hội quân muộn nhất 48 tiếng trước trận đấu gặp Malaysia. Tuyển Việt Nam bắt đầu tập luyện từ ngày 23 tháng 9 và kết thúc đợt tập trung sau trận gặp Indonesia ngày 15 tháng 10.